Rồi xin chào anh em nha. Nay đi kiếm mắt xéo với chằn nghịch bẫy anh em ơi. Mùa này quắt thì nó khai lông hết rồi. Quắt bổi thì cũng khai lông, nó đâu có kêu đầu bẫy anh em. Chim mồi mình cũng rớt lông hết trơn. Đi kiếm mắt xéo với chằn nghịch bẫy đỡ buồn anh em. Nhưng mà mùa này chim nào cũng khai lông nha. Khó bẫy lắm anh em ơi. Mình lên được cánh đồng cỏ nè. Ở đây mình ấy test máy mình nghe có mắt xéo nha anh em. Có một cặp hai cặp ở cái đám cỏ này. Nay mình cũng đi bẫy hồng với lại có con chim mồi của mình anh em. Em theo chim mồi nè. Mình vô đây mình bẫy thử coi đá không nha anh em. Cái mùa này bẫy chua lắm mình mà thay lông nó không có sung á. Khó ăn nó lắm. Rồi đi kiếm clip hay clip làm cho anh em xem cho đỡ buồn chứ hôm nay không có làm clip nào anh em ơi. Rồi anh em chờ xem nha, để mình vô mình cắm xong mình quay cho anh em xem. Rồi xong rồi anh em ơi, anh em xem kèo bảy mắt xéo nha, coi cặp này nó hang không anh em ơi. Chứ mùa này thay lông hết trơn à, khó bẫy quá anh em ơi. Rồi anh em chờ xem nha.
tấm đường con em ơi, con kia không dám vô. Còn quá mập luôn em ơi, quá mập. Bẫy kia kìa anh em, mà không có quay anh em, nắng quá. Mình nghe chuông rung rồi nha, nghe chuông rung rồi. Đợi coi nha anh em, có dính không? Rung là phải dính thôi. Bẫy dưới lùm cỏ đó anh em, cái này không thấy gì đâu. Đó anh em nghe không? Chuông rung đó. Đứng đây rồi không thấy nữa. Về hai con mà không biết dính mấy con à. Rồi ơi, ba anh con dính về dính con anh em ơi, đó dính con anh em ơi, ức trắng xác luôn đây. Không có bảy màu nha anh em, mái bỏ không này, đậm đầu anh con. Dính hai ba phòng luôn, cổ chân để em gỡ nha anh em. Gỡ xong anh em ơi, còn con mái bẫy tiếp nha anh em. Con mái nơi đây nè, bẫy tiếp rồi dám vô không nha anh em. Nghe rung chuông anh em ơi, dính nữa rồi quá. Đó, còn mái lụm luôn nha anh em, vậy là được cặp nha. Vậy là kèo này ăn cặp nha. Đâu à? Đâu vậy? À đây đây. Chính thiệt anh em ơi. Nè. À, lụm luôn rồi nè anh em. Ờ sao con này mập dữ ta? Mập hơn cống rồi ta. Ồ kèo này lụm luôn hai con nha anh em. Rồi siết cổ. Đây. Rồi trưa nắng quá anh em ơi, quýnh kèo này chắc chắc mình về anh em ơi. Thôi để mình mở nha. Rồi nay quýnh được có ba con anh em ơi, một kèo ông cặp với một con lẻ hồi quýnh hồi sớm anh em. Chứ mấy kèo kia quýnh mà nó lền quá anh em ơi, mình cũng không có quay gì. Lúc này thay lông hay nó giữ con gì nó lền lắm, khó bẫy. Nó không sung, nó không có sáp vô máy anh em. Thấy mồi nó cũng thèm đá nữa. À, con mồi mình để xe cột này nè. Giờ khát nước quá. Ổn nghe rồi. À. Ôi. Khát nước quá rồi. Bây giờ về nha anh em ơi, nắng quá. Đó quýnh mấy đồng cỏ này nè. Nãy quýnh kèo này rồi xong. Cái cầu đằng kia anh em nhớ không, Kỳ đi quay bảy trần nghịch ghé cho nó đó anh em. Nhưng mà cũng chưa có qua bên kia được nha. Để mốt có làm đường qua bên kia quýnh thử à. Bên kia coi có chim nhiều không. Bên đây cũng có mà thưa thưa. Thôi. Nay quýnh được có ba con may mắn lắm rồi, dễ vậy. Con này khó ăn lắm anh em ơi. Ba con mắc xéo luôn nha. Có đụng chằn nghịch nhưng mà bẫy không được nha anh em, nó không theo tiếng nha. Mùa này thua khó ăn lắm, khét quá anh em. Thôi hẹn anh em clip sau nha.